À, bây giờ là xe tải này là chở gạo vô nè, để ngày mai bắt đầu, ngày mai phát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ.
Đợi đây nó mày nghe. Đây, nè, cái này ở đâu có? Bà ngoại nào? Bà ngoại nào? Tụi con có xin phép mẹ chưa mà con lấy? Chị bà ngoại cho con. Bà ngoại nào? Bà ngoại, bà ngoại là mẹ của mẹ hả? Bà ngoại này hả? Bà ngoại khác. Bà ngoại khác nào? Kiếm bà ngoại đó coi coi. Ủa, bà ngoại này hả? Ủa, bà này bà cứ kêu bà ngoại hả? Bà này bà kêu bà ngoại nha, bà cố. Bà cố cho tiền hả? Tụi con có xin phép mẹ chưa con lấy? Cho con. Nhưng mà con có xin phép mẹ chưa? Con phải hỏi mẹ là mẹ ơi, mẹ có cho con lấy hay không mà con mới được lấy chứ. Đúng không? Thôi con giờ con trả lại cho bà cố đi. Sao vậy? Sao? Bà ngoại tặng cho con. Nó bà cố tặng cho con. Rồi con làm gì với số tiền này? Con đi học. Tiền này để đi học. Đúng rồi, xếp lại đi học. Này con lấy cái này được 1 đô nè. Trời ơi, hôm nay là bà cố chứ không phải bà ngoại nghe chưa? Bà cố hả? Rồi con có cảm ơn bà cố chưa? Thôi bậy phải khoanh tay cảm ơn bà cố đàng hoàng. Có chưa? Đó có cảm ơn bà cố rồi hả? Trời đất ơi, đem lên khoe cho mẹ liền. Mẹ bà ngoại cho con. Mẹ không có biết sao con ha. Rồi thôi mình trả lại cho bà cố đi. Mình trả lại cho bà cố đi. Bà cố mua trầu ăn đi. Chị đó mi. Dạ hết gì đi rồi trước khi đi về kìa. Dạ, bye bye dì Ni đi, nói con đi về Sài Gòn. Dì Ni rảnh lên Sài Gòn chơi con. Ủa dì Ni đi lên Sài Gòn chơi kìa. Dạ. Bà ngoại nữa, ngoại mới hát. Trời không chung xuống. Không nghe nữa kìa. Dạ không. Thôi lên YouTube chị Ngọc coi lại. Ngoại hát hay quá trời. Trời ơi, nó dễ bà cố, nó dễ bà cố, nó đang dễ bà cố. Nó đang dễ bà, nó đang nhìn bà dễ. Trời ơi, ai nói nó đang tự nhiên nó nhìn bà nó dễ kìa. Đường đời không? Coi nó dễ bà cố nha. Ui trời. Quá dữ à, dữ à, dễ áo dữ à. Làm giống như là thò dễ rồi nhìn qua bà cố xong mới nhìn lại. Dễ dàng lắm à. Nó dễ chứ nó đúng. Đó. Áo bông nữa nha, áo có bông nữa. Đó. Thấy chưa Hậu? Mày thấy nhìn bà cố dễ chưa? Vui được chứ. Vậy rồi tặng lại bà cố nha. Tặng lại bà cố để bà cố treo. Bỏ bộ bức ảnh bà cố treo lên đây. Quá trời quá đất rồi. Đẹp mắt không? Đẹp chưa? Giống bà cố không? Giống không? Giống không? Để cái miệng nha. Nhớ vẽ màu son nha. Đây, trời cô chú có cái gì bà cố. Ở trên này là có cái trắng ngăn luôn á nha, cho mấy cháu. Không biết sao. Đó. Vẽ cái đầu phải không? Rồi.